Bài toán, một lớp học có 21 bạn nam và một số bạn nữ. Tất cả học sinh này đều là đoàn viên hoặc đội viên. Biết rằng số đội viên nữ nhiều hơn số đội viên nam là 5. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu đội viên? Trước khi đi vào giải quyết bài toán, chúng ta cần phân tích đề bài. Đề bài nói rằng lớp học này có 21 bạn nam và số lượng học sinh nữ thì chưa biết, nhưng tất cả các học sinh này, có nghĩa là mỗi thành viên của lớp này đều là đoàn viên hoặc đội viên. Và đề bài cho biết thêm rằng số đội viên nữ nhiều hơn số đoàn viên nam là 5 và đề yêu cầu chúng ta tìm trong lớp học đó có bao nhiêu đội viên. Chúng ta đi vào giải bài toán. Yêu cầu bài toán là tìm xem lớp học đó có tất cả bao nhiêu đội viên, có nghĩa là chúng ta phải tìm số đội viên nam và số đội viên nữ. Như vậy chúng ta có thể gọi số đội viên nam là x. Điều kiện là x là số nguyên dương. Chúng ta có thể tóm tắt dữ kiện và yêu cầu của bài toán theo bảng sau. Chúng ta kẻ một cái bảng gồm có 3 dòng 3 cột. Trong đó số đội viên nam chúng ta đặt là x. Vì số học sinh nam là 21 cho nên số đoàn viên nam sẽ là 21 trừ x. Từ đây chúng ta có thể tính được số đội viên nữ. Do đề bài cho số đội viên nữ nhiều hơn số đoàn viên nam là 5. Như vậy số đội viên nữ ở đây sẽ là 21 trừ x cộng 5. Từ đây chúng ta có thể trả lời câu hỏi của bài toán. Số đội viên của lớp đó là, chúng ta lấy số đội viên nam là x cộng với số đội viên nữ là 21 trừ x cộng 5. Bỏ dấu ngoặc và thu gọn chúng ta được kết quả là 26 học sinh. Ở đây chúng ta có thể trình bày theo cách khác. Đó là chúng ta không gọi số đội viên nam là x mà chúng ta gọi số đoàn viên nam là x cũng với điều kiện là x nguyên dương, thì khi đó dữ kiện và yêu cầu của bài toán được ghi lại ở bảng tương tự như sau. Do chúng ta gọi số đoàn viên nam là x, như vậy ở ô này chúng ta ghi chữ x. Khi đó do tổng số học sinh nam của lớp là 21, như vậy chúng ta tính được số đoàn viên nam sẽ là 21 trừ x. Tiếp theo chúng ta thấy do dữ kiện bài toán là số đoàn viên nữ nhiều hơn số đoàn viên nam là 5. Cho nên để tính số đoàn viên nữ chúng ta có thể lấy số đoàn viên nam cộng thêm 5. Tức là ở đây chúng ta có x cộng 5. Từ đây chúng ta có thể trả lời câu hỏi của bài toán. Số đầu viên của lớp đó là, chúng ta lấy số đầu viên nam cộng với số đầu viên nữ thì chúng ta tính được tổng số đầu viên của lớp đó. Tức là chúng ta có 21 trừ x cộng với x cộng 5. Bỏ ngoặc và thu gọn chúng ta được kết quả là 26 học sinh.